Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Quỳnh Anh chụp ảnh cùng ba ái nữ, nhìn cứ như chị em. Loạt ảnh mới đây của Phạm Quỳnh Anh bên dàn ái nữ khiến fan không khỏi chú ý. Theo đó, dù đã là mẹ ba con, giọng ca bụi bay vào mắt vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Hậu sinh nở lần ba, Phạm Quỳnh Anh mỗi lần khoe ảnh đều gây sốt và lần này cũng không ngoại lệ. Diện lên mình bộ váy trắng đơn giản, nữ ca sĩ chụp ảnh tình thương mến thương cùng ba cô con gái đáng yêu. Với loạt khoảnh khắc này, Phạm Quỳnh Anh nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ. Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng ba ái nữ. Theo đó, ai cũng phải công nhận rằng Phạm Quỳnh Anh tuy đã là mẹ ba con và sắp bước sang tuổi 40 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Thậm chí, chụp ảnh cùng ba ái nữ đáng yêu, giọng ca bụi bay vào mắt còn bị nhầm là chị gái của các con. Khoảnh khắc tình thương mến thương của mẹ con nhà Phạm Quỳnh Anh khiến fan thích thú. Song, không chỉ vẻ ngoài của Phạm Quỳnh Anh gây sốt mà cả ba cô con gái Tuệ Lâm, Tuệ An và Joy đều được khen ngợi đáng yêu. Trong đó, bé út nhà Phạm Quỳnh Anh, bé Joy được nhận xét như bản sao hoàn hảo của mẹ. Hiện mới 4 tháng tuổi nhưng cô bé trộm vía vô cùng cứng cáp và mũm mĩm. Con gái Phạm Quỳnh Anh khiến fan thích thú với khoảnh khắc ngáp ngủ siêu đáng yêu. Riêng hai con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Hy là Tuệ Lâm, Tuệ An, càng lớn càng xinh xắn nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nói về tình cảm của ba con, Phạm Quỳnh Anh từng cho hay, tôi thấy mình may mắn vì có ba con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Hai bé đầu không hề ganh tị khi có em Joy, ngược lại rất thương yêu em út. Các con của Phạm Quỳnh Anh hết mực thương yêu nhau. Tổ ấm mới của Phạm Quỳnh Anh không hề tồn tại khoảng cách con chung, con riêng. Có thêm em gái, hai con đầu của Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc ra mặt. Phạm Quỳnh Anh lộ giọng hát yếu trên sân khấu Hát Live. Từ khi xây dựng tổ ấm mới đến nay, Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa công khai diện mạo của ông xã. Phần lớn hình ảnh trên trang cá nhân đều xoay quanh cô và ba ái nữ. Đông đảo người hâm mộ đều rất tò mò về người bạn đời mới của Phạm Quỳnh Anh nhưng tôn trọng quyết định riêng tư của cô. Phạm Quỳnh Anh giữ kín ông xã vì không muốn cuộc sống đời tư bị soi mói quá nhiều. Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh dần tái xuất showbiz sau khoảng thời gian nghỉ ngơi sinh nở con thứ ba. Xem qua loạt ảnh mà cô chia sẻ, khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, chẳng kém gì thời son trẻ. Phạm Quỳnh Anh cũng được nhận xét là một trong những mỹ nhân V-Beat tái xuất hậu sinh nở nhanh nhất nhì V-Beat. Phạm Quỳnh Anh về dáng nhanh thần tốc hậu sinh con thứ ba, nữ ca sĩ hết mình trong những show diễn tái xuất. Chia sẻ bí quyết về dáng hậu sinh nở, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô thường uống nước detox. Nữ ca sĩ lưu ý, điều quan trọng sau detox là mọi người nên duy trì chế độ ăn uống healthy. Ăn uống có ý thức để có thể duy trì được mức cân nặng như ý, không quên tập thể dục hàng ngày giúp cho tiêu hao năng lượng, máu huyết lưu thông, sống tích cực để nâng cao sức khỏe tinh thần nữa nhé. Đã rất lâu Quỳnh Anh bỏ thói quen ăn đêm nên trộm vía là giữ được cân chậm chí. Đã rất lâu Quỳnh Anh bỏ thói quen ăn đêm nên trộm vía là giữ được cân, thậm chí còn giảm từ từ một cách khoa học nữa. Quỳnh Anh muốn giảm về số cân từ thời chưa có em bé nào, cho nên còn rất nhiều bí quyết quan trọng để duy trì một vóc dáng như ý, để Quỳnh Anh từ từ bật mí nha. Phạm Quỳnh Anh khôi phục vóc dáng theo cách khoa học. Diện những bộ cánh siết eo hậu sinh nở, Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn tự tin. Có thể nói, Phạm Quỳnh Anh đang trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Từ nhan sắc, sự nghiệp đến hôn nhân, mọi thứ đều thăng hoa. Còn bạn, bạn thấy sao về Phạm Quỳnh Anh hậu sinh con thứ ba? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.